Xin chào các bạn đã đến với chương trình Lan Mercury TV. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề chúng ta thay đổi và làm như thế nào thay đổi từ bên trong cũng như thay đổi từ bên ngoài để chúng ta đạt được những cái thành công cũng như là những cái hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp, trong sự nghiệp của mình. Trong video trước tôi đã nói về xây dựng thái độ và niềm tin, thái độ sống hàng ngày và niềm tin để chúng ta thành công. Hôm nay tôi có đề cập tới cái vấn đề là 21 ngày. Tại sao lại phải cần 21 ngày để thay đổi hoặc là hình thành một thói quen mới? Các bạn có biết rằng là Maxwell Maltz vào năm 1950 thì ông ta là một bác sĩ về chuyên về thẩm mỹ. Ông ta sửa chữa thẩm mỹ cho những người mà họ bị tai nạn. Sau đó họ bị biến dạng rất là nhiều, cho nên ông phải làm những cái phẫu thuật mà giúp cho mặt mũi của họ không có bị dị dạng mà trở lại bình thường. Thì ông đã có rất là nhiều bệnh nhân. Thì sau một cái thời gian dài mấy chục năm trong nghề, ông mới đưa ra một cái kết luận rất là ở thời điểm đó khá là nổi tiếng. Đó là có những cái bệnh nhân họ bị chịu những cái tai nạn rủi ro rất là lớn trong cuộc đời, có thể là bị tàn phế mặt mày coi như thành dị dạng luôn. Rồi sau đó ông chữa cho họ, ông làm phẫu thuật cho họ, dĩ nhiên là nó sẽ đỡ hơn. Ông làm lại mũi giả hoặc là những bỏ độn vào những cái cằm giả, thịt giả để cho cái mặt nó trở lại bình thường, nó đừng có quá dị dạng. Ông làm rất là nhiều, và những cái người đó họ bị đi qua những cái thay đổi, những cái tai nạn, những cái sự cố rất là không may và lớn trong cuộc đời của họ. Có cảm giác như là cái thời gian đầu các bạn biết là có cảm giác là có thể là muốn tự tử, muốn tự chết luôn cho rồi, chứ không có tật nguyền, hoặc là cuộc sống của mình nó quá nhiều thay đổi, các bạn hiểu không? Thì ông mới nghiên cứu một cái điều rất là lạ, rằng là dù rằng là những cái biến cố đó nó nặng nề, nó ghê gớm như thế nào, nhưng mà trung bình đối với một người bệnh nhân của ông đó thì khoảng chừng 21 ngày, 21 ngày đầu là 21 ngày rất là tough, rất là khó khăn. Họ bị chán nản, họ giận dữ. Tại sao lại tôi? Tại sao lại như vậy? Không công bằng. Họ có những người có ý định tự tử, hay là có những người muốn bỏ tất cả. Rất là nhiều lý do 21 ngày đầu tiên. Nhưng mà khi mà họ đã vượt qua được 21 ngày đó rồi, thì theo nghiên cứu của ông thì hầu như những người bệnh nhân đó bắt đầu cảm thấy quen dần và chấp nhận với cái những cái gì đó mới mẻ trong cái cơ thể của mình, mặt mũi của mình, con người của mình. Ngay cả những cái người mà bị bắt đầu là họ đào bình thường, nhưng mà sau tai nạn họ bị tàn phế, tức là họ phải ngồi xe lăn, thì sau 21 ngày họ bắt đầu dần dần chấp nhận và làm quen với một cái cuộc sống mới, và coi nó như là một phần của mình, chứ không có còn là ngồi đó mà ngẫm nghĩ tới quá khứ rồi khổ sở, rồi có những cái ý định tự vẫn, tự tử, hay là những cái ý nghĩ mà rất là bi đát trong giống như là 21 ngày trước. Cho nên từ đó thì ông mới đưa ra, ông mới nói rằng là chúng ta cần khoảng, não của chúng ta cần khoảng 21 ngày để bắt đầu chấn chỉnh, hình thành, vượt qua những cái thử thách, để mà bắt đầu hình thành những cái pattern, những cái con đường, những cái hành lang, những cái thói quen bám trụ mới để chúng ta làm được những cái điều mới trong cuộc sống. Thì không nhất thiết phải là chính xác 21 ngày. Thì sau này là bác sĩ Philippa là gần đây, những cái năm gần đây làm một cuộc nghiên cứu, thì bác sĩ Philippa đưa ra rằng là theo nghiên cứu mới nhất của ông, của bác sĩ Maxwell thì đã từ năm 1950 rồi, gần đây nhất, thì bác sĩ Philippa nói rằng là để thay đổi và hình thành một thói quen mới, chúng ta cần từ 18 ngày cho tới 265 ngày, tùy theo hoàn cảnh, ý chí bạn muốn cái điều đó nhiều hay không, cái muốn của bạn, cái ý chí của bạn, cũng như hoàn cảnh, như sự hỗ trợ của môi trường chung quanh, thì từ 18 cho tới 265 ngày thì bạn qua được cái mốc đó rồi, thì cái thói quen đó nó sẽ bám trụ cho mình. Những rất là nhiều thói quen trong cuộc sống luôn các bạn, thói quen không bỏ thuốc, thói quen tập thể dục, thói quen là mỗi ngày đó phải gọi cho 15 khách hàng, mặc dù là mình rất sợ phải gọi họ, thì họ gọi là đa số là họ sẽ từ chối. Có nhiều người, nhất là các bạn mà làm trong những cái call center, là những cái trung tâm gọi khách hàng, mà gọi thường xuyên, thì
đa số sẽ là bị khách hàng la, khách hàng chửi tại sao gọi tôi giờ cơm, bụp, tại sao vậy, thôi nha, không có gọi nữa nha. Các bạn làm là công việc đó các bạn biết rồi. Nhưng mà những cái thói quen là rốt cuộc là mình làm riết rồi mình không sợ người ta la mình, người ta mắng mình chẳng coi nó chẳng có quan trọng, mình cứ ok, không sao, kế tiếp, next, thói quen làm ra nhiều tiền hơn, thói quen chăm chỉ đọc sách, những cái thói quen tốt, những cái thói quen xấu thì chúng ta hình thành cũng như là bỏ nó đều là cái thời gian như nhau như vậy. Thì để quay lại tôi muốn ôm, tôi có cái video đã chỉ cho các bạn rất cặn kẽ, dựa theo cái quyển sách The Power of Habit, là cái sức mạnh của thói quen của tác giả George Duhigg, thì tôi mới đưa ra 4 cái bước, 4 chữ R. Các bạn nên quay lại cái video đó là video 4 bước hình thành thói quen để xem rõ hơn, nhưng mà nhân tiện tôi xin ôm lại với các bạn 4 chữ R mà tôi thiết kế ra. Thứ nhất, đó là R thứ nhất là Reflection. Reflect tức là mình suy ngẫm. Mình suy ngẫm là mình muốn điều gì, mình không muốn điều gì trong cái cuộc sống của mình. Mình phải hiểu rõ. Khi mà mình rõ điều đó rồi thì mình sẽ dễ dàng có động lực để mà theo đuổi, để mà bám trụ làm một điều gì đó, dù nó để mà hình thành thói quen, dù là nó có khó khăn hay không. Thứ nhất là suy ngẫm. Thứ nhì, và cái bước thứ nhì đó là remind, đó là một cái tín hiệu nhắc nhở. Thí dụ như mình nói, thí dụ như tôi bây giờ, hồi xưa lâu rồi thì tôi cũng làm biếng lười tập thể dục lắm, nhưng bây giờ tập thể dục tôi đã bị ghiền nó là một thói quen. Thật ra đối với tôi rất là bận rộn, thì mỗi lần mà có thời gian tập thể dục là một cái phần thưởng, giống như là mình tự thưởng mình đó, tại vì nó là một xa xỉ đối với mình vì tôi không có thời gian nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi rất là mê tập thể dục, thì cái reminder, cái tín hiệu nhắc nhở tôi đó là gì, mỗi lần mà tôi nhìn đôi giày là tôi chỉ muốn mang vô, tôi muốn chạy, tôi muốn tập thể dục, tôi muốn làm điều này điều kia. Thì đối với các bạn nên tạo ra một cái tín hiệu nhắc nhở cho mình. Thí dụ như uống ly cà phê, thấy ly cà phê thì phải sao, lấy quyển sách ra chẳng hạn. Leo lên giường thì vì sao, mình phải lôi quyển sách ra mình đọc. Thì đó là những cái tín hiệu giúp cho các bạn gì, vì những người nào không thích đọc sách nhưng mà phải nên đọc sách để mà mình làm giàu kiến thức và cuộc sống của mình. Cái tín hiệu nhắc nhở của bạn là gì, tìm ra được cho nó, đúng không các bạn? Còn đối với các bạn bị nghiện Facebook, đúng không, thì cái tín hiệu mà hay làm cho mình cứ nhiều khi bận rộn mấy gì, khi đang học bài, đang công tác, đang khách hàng mà nghe cái tiếng ding một cái là phải mở Facebook ra coi, hay là cái phone, hay là cái email nó ting ting, những cái tiếng beep beep, đó là những cái tín hiệu. Mình phải làm sao mình bỏ những cái tín hiệu đó để mình đừng có bị ghiền theo nó. Các bạn hiểu không? Cái tín hiệu là cái bước thứ nhì của cái việc hình thành thói quen, hoặc là bỏ nó để mà bỏ cái thói quen. Và cái thứ ba là cái routine tức là cái thông lệ, tức là bạn phải làm điều đó. Tôi thấy đôi giày cái tín hiệu, tôi mang đôi giày vô, tôi chạy 15 phút, tôi nhảy, tôi tập 30 phút tùy theo hoàn cảnh mỗi người. Tôi thấy tôi uống ly cà phê là tôi cầm quyển sách lên, tôi đọc 15 phút nửa tiếng vân vân. Thì cái làm cái hành động, làm cái việc đó ta gọi là thông lệ. Tập thể dục, gọi khách hàng, khi mình đặt ghế, mình ngồi xuống cái ghế đó là mình phải gọi, đầu ngày mình phải gọi đúng 15 khách hàng, chỉ tiêu của tôi. Cái chuyện mà gọi 15 khách hàng, đó là cái thông lệ mình phải làm. Thì mình làm riết, nó sẽ trở thành một cái phần của bản thân của mình, cuộc sống của mình không làm, mình không chịu nổi, mình sẽ cảm thấy rất là thiếu thốn. Đó là cái thông lệ bạn phải làm nó trong 24 ngày, 21 ngày, để vượt qua dù là lười mấy, dù khó mấy. 21 ngày đầu là 21 ngày khó khăn nhất để cái thói quen nó bám trụ. Và cái kế tiếp, cái cuối cùng là reward, là phần thưởng. Tức là khi mình làm xong cái gì mình phải thưởng cho mình. Không cần phần thưởng lớn, phần thưởng nhỏ thì cũng được, nhưng mà phải thưởng, bởi vì não của mình nó mê thưởng lắm. Khi mà bạn không thưởng nó đó thì nó không hiểu và nó sẽ không lặp lại hành vi đó. Thì khi mà bạn nó được thưởng, nó sẽ kích lên dopamine. Dopamine là một cái chất tạo hưng phấn, làm cho bạn hạnh phúc, vượt qua khó khăn để tiếp tục làm để đạt mục đích. Thí dụ như ngay cả con của mình nó làm một điều gì tốt, mình phải khen nó một tiếng nhỏ vậy thôi, nhưng mà khi bạn khen như vậy, kích dopamine cho nó để nó sướng lên, và nó nói ô, mỗi lần mà tôi làm điều này là tôi được sướng, và nó quay lại nó tiếp tục, nó gia cố, nó củng cố, và nó lặp lại, nó làm cái hành động đó. Ta gọi là củng cố, gia cố bằng phần thưởng. Đối với các bạn mà bị nghiện Facebook thì mình đừng có dùng nó nhiều, nhưng mà mình hưởng mình. Sau khi mình gọi 15 phút khách hàng, sau khi mình gọi 15 người khách hàng, sau khi mình đọc nửa quyển sách, sau khi mình tập thể dục tiếng đồng hồ,
sau khi mình xong cái bài tường trình này, sau khi mình xong cái dự án này, cái bài tập này vân vân, thì mình sẽ được kiểm tra Facebook 5 phút. Thì cái đó là phần thưởng rất là tốt cho bạn, tạo cho bạn sung sướng lên, ồ mình sẽ như vậy để mình tiếp tục tạo cái thông lệ, mình có một cái hành động mới. Các bạn nhớ nhé, 4 bước. Thứ nhất, reflect, suy gẫm mình muốn điều gì, mình muốn đạt điều gì, mình muốn bỏ cái gì, mình muốn cái gì. Thứ nhì là các bạn phải có một cái reminder, là một cái gì đó nó nhắc nhở cho mình những cái tín hiệu. Đôi giày, đúng không các bạn? Điếu thuốc lá, mỗi lần thấy thuốc lá mà những người mà bỏ nghiện, thấy một cái, thấy khói một cái là sao? Bị ghiền lại là như vậy đó, đúng không các bạn? Cho nên những cái thông lệ mà giúp cho mình nghiện, những cái điều tốt là gì? Các bạn tự tạo ra. Ok, đối với tôi, đó là đôi giày tập thể thao chẳng hạn. Cái thứ ba, đó là cái lặp đi lặp lại cái hành vi đó, cái thông lệ đó, cái routine. Và cái cuối cùng là reward, nhớ thưởng cho mình, nhớ củng cố nó. Thưởng thì não sẽ đào tạo ra dopamine và kích thích giúp bạn lặp lại điều đó. Chúc các bạn nhiều thành công và đừng quên đăng ký vào Lamborghini TV để nhận được những video mới vào thứ ba và thứ sáu mỗi tuần. Xin cảm ơn các bạn. Believe, become, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.